Bà chủ thật ngại quá. Lúc này viện trưởng Trương ở viện dưỡng lão gọi, nói các ông bà bị dị ứng khi dùng tả của chúng ta. Tôi quen thân với họ, để tôi tới coi thử. Quen thân cũng vô ích. Trương Hạo, cậu thông báo các bộ phận hợp gấp. Thông báo phòng pháp lý không? Không cần thông báo sao? Anh gọi cho viện trưởng Trương để tôi hỏi thăm tình hình cụ thể. Alo, viện trưởng Trương. Ông Mạnh, tổng giám đốc ở phòng hợp. Nè Hồng Hồng, tôi hỏi giùm cô rồi. Lần này không phải chuyện nhỏ, cần nhanh chóng giải quyết. Dù tôi có quen biết sở công thương cũng vậy, nếu như họ làm lớn chuyện, cô nhất định sẽ bị bắt. Tới lúc đó tiền cũng không làm được gì. Chúng tôi đang bàn bạc chuyện này, anh chờ một chút. Các ông bà lão nhưng chưa lên tiếng, như con cái họ thì đòi bồi thường. Còn nói tiếp đi, căn cứ luật bảo vệ người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm có vấn đề, chỉ cần không có hậu quả lớn thì có thể bồi thường gấp đôi. Các ông bà lão dùng sản phẩm của công ty, chuyện này xem ra vấn đề quan trọng nhất là họ đang bị dị ứng. Nếu bôi thuốc thì vài ngày sẽ lành. Cậu là cố vấn pháp luật hả? Có rất nhiều chuyện không phải chỉ là vấn đề pháp luật, chỉ cần giới truyền thông mà nhúng tay vô thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi đang muốn nói vấn đề này, chúng ta phải ký thỏa thuận với con cái của họ, hai bên tiến hành hòa giải, đồng thời yêu cầu họ giữ bí mật. Bà chủ, vị trưởng Trương của vị dưỡng lão lại gọi tới. Ông ấy nói người nhà họ đã gọi cho phóng viên, họ đang trên đường tới. Không còn là vấn đề tiền bạc nữa rồi. Hậu quả tệ nhất là gì? Thu hồi giấy phép kinh doanh. Tới vị dưỡng lão. Nè nè, cô bình tĩnh đi. Bây giờ cô không nên ra mặt. Nè, cô cử một người tới đó. Nếu họ kêu xin lỗi thì xin lỗi. Nếu cô bồi thường thì... Hay là cô tìm chỗ lánh mặt đi, để mọi chuyện lắng xuống thì về. Giờ cô không nên xuất hiện trước công chúng, không thể chui đầu vô rõ. Alo. 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 Giờ lại gọi tôi làm gì hả? Bà chủ, tổng giám đốc Mạnh nói đúng đó. Tạm thời cô đừng ra mặt, để tôi đi cho. Tôi quen họ mà, anh tới cũng vô dụng thôi. Alo, Hồng Hồng, tôi gặp cố vấn pháp luật của công ty tôi rồi. Cũng nói y chang cố vấn pháp luật của cô. Truyền thông mà xem như chuyện này kích động tới người dân thì sẽ xuất hiện hiệu ứng tẩy chay trong xã hội. Cho nên là phải tiến hành xoa dịu dư luận. Cô phải tránh mặt ngay. Nói đi Hồng Hồng, đừng hành động theo cảm tính. Giờ không phải lúc cố chấp. Tránh mặt đi. Nếu trốn không được thì xin lỗi. Nói là lỗi của công nhân. Là phúc không phải quả. Là quả không thể tránh được. Tôi tới nơi rồi. Tổng giám đốc, cuối cùng cô cũng tới. Cô nhìn kìa, bên đó là những người bị dị ứng và người nhà họ. Mọi người chú ý, tổng giám đốc Đường tới rồi, cô ấy tới thăm mọi người. Tổng giám đốc Đường kìa, còn cô ta giải thích sao? Nói được gì? Các chú, các dì, các bác, các thím, cô là Đường Hồng. Hôm nay cô tới để xin lỗi mọi người. Nè, cô xin lỗi có ích gì? Nếu không muốn quyên góp thì đừng có quyên góp. Đừng có lấy hàng phế phẩm, bán không ai mua, tặng không ai lấy, mang tới đây cho chúng tôi dùng. Đúng đó, đúng vậy đó. Nhìn đi, chúng tôi lớn tuổi rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu mà bắt chúng tôi chịu khổ hả? Cô hãy suy nghĩ đi. Cô xin lỗi chú, công ty tụi con làm không tốt. Hôm nay con tới đây để nhận lỗi. Nhận lỗi thì làm được gì hả? Các người làm ăn thất đức, vậy mà gọi là từ thiện sao? Là đang tạo nghiệp đó. Tôi xin lỗi. Đừng chỉ nói xin lỗi, bồi thường đi. Đúng rồi, bồi thường đi. Tất nhiên sẽ bồi thường. Nếu như yêu cầu của mọi người hợp lý, chúng tôi nhất định sẽ đồng ý. Chúng tôi yêu cầu là sao? Hôm nay chúng tôi hỏi cô tính bồi thường sao hả? Đưa chúng tôi bao nhiêu tiền? Đừng nói gì với cô ta nữa. Cô ta sợ chúng ta kiện cô ta đó. Chỉ cần chúng ta kiện cô ta, công ty của cô ta sẽ bị phá sản. Đúng đó, kiện đi, kiện đi. Kiện cô ta đi. Mọi người bình tĩnh, hãy bình tĩnh lại đi. Các chú, các bác, bà chủ của tôi tới để giải quyết vấn đề. Chú Thu, chú cũng xài tả à? Chú không xài, chỉ là chú đứng ra thay mọi người đòi lại công bằng. Chú muốn đòi công bằng thì phải giải quyết công bằng, đúng không? Phóng viên tới rồi, kệ bọn họ đi. Tới chỗ phóng viên đi. Nào, chúng ta đi tới tìm phóng viên. Nói cho họ biết đi, chú đừng nói lung tung. Chú rất công bằng.
Nhanh lên. Phóng như tới rồi à? Tôi nói nghe nè, họ để cho mẹ tôi dùng tả dơ làm da bà ấy bị mẩn đỏ rồi. Đúng rồi đó, ba tôi cũng bị nữa. Mẹ tôi đỏ hết rồi, họ ác đức quá đi. Thật là ác đức mà. Mọi người im lặng đi, suốt cuộc thì ai mới là đương sự? Mọi người đều là đương sự sao? Mọi người đều là đương sự à? Chú Thu, chú Thu, đây là chú Thu. Chú Thu đại diện cho chúng tôi phát biểu. Chào chú Thu, bác nói tụi con biết sau khi mọi người dùng tả dơ đã xuất hiện tình trạng gì đi. Được, chào cậu phóng viên. Chuyện là như vậy, công ty họ có lòng tốt tới đây quyên góp. Nhưng mà chuyện tả dơ khiến cho mọi người rất tức giận. Công ty của họ vốn dĩ có lòng tốt, có lòng thương người. Nhưng ông bà già trong viện dưỡng lão lớn tuổi nên lú lẫn, nói năng không lưu loát. Họ quyên góp đồ dùng hàng ngày cho chúng tôi, mà đâu phải mới quyên góp một hai năm nay đâu. Họ đã quyên góp nhiều năm rồi. Có điều ai mà ngờ lần quyên góp mới nhất lại xảy ra vấn đề. Nhưng chúng tôi không thể cứ lấy chuyện đó ra mà bắt ép họ, có đúng không? Nếu khăng khăng bắt lỗi họ, sau này còn ai dám quyên góp nữa, có đúng không? Tổng giám đốc của họ cũng tới rồi. Cô ấy xin lỗi và đồng ý nhanh chóng giải quyết vụ này, còn đồng ý bồi thường đầy đủ. Thật đó, cho nên là chúng ta phải bao dung, chúng ta phải độ lượng, đừng để bụng chuyện này. Chú Thu à, chú lú lẫn rồi, chú lạc đề rồi. Tôi không có lạc đề. Ông ta lúc nào cũng nói lạc đề, không biết mình nói cái gì. Tôi nói sai chỗ nào? Tôi thấy báo chí truyền thông nên truyền tải những thông tin tích cực. Chú Thu lớn tuổi rồi nên nói lung tung. Đổi người khác đi, đổi người đi, đổi người đi. Tôi xin nói vài câu. Chúng tôi già rồi nên bị chê bai. Trong viện có rất nhiều người, sau khi bị con cái đưa vô đây thì bỏ mặc làm ngơ. Thậm chí có người mấy năm trời cũng không tới thăm. Công ty họ có lòng kêu người tới quyên góp, nào là tiền, là vật. Hơn nữa, thỉnh thoảng tới thăm chúng tôi, hỏi chúng tôi cần cái gì, nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi không phải người thân của họ, nhưng họ thương chúng tôi còn hơn con của chúng tôi nữa. Giờ người có lòng tốt, công ty có lòng tốt hiếm lắm đó. Ba, ba nói gì vậy? Để tôi nói cho. Nếu đã làm từ thiện thì phải có lương tâm. Nếu cho đồ có vấn đề thì lương tâm có vấn đề. Ba tôi lớn tuổi rồi. Cậu là con trai ông Lý đúng không? Cậu có dám nói cậu chăm ông ấy chu đáo không hả? Nếu cậu có sơ suất người ta nói cậu cố tình thì cậu nghĩ như thế nào hả? Ba cậu thương cậu, nhưng mà hồi còn nhỏ cậu cũng từng bị đau bệnh. Con cái chăm sóc ba mẹ cũng có lúc không chu đáo, không chu toàn. Như vậy có nghĩa là cho dù là con cái, khi chăm sóc ba mẹ cũng có lúc không chu đáo, có lúc không cẩn thận. Ba mẹ chăm sóc con cái cẩn thận tới cỡ nào cũng có lúc con cái đau bệnh thôi. Điều này cậu phải hiểu rõ chứ. Đúng rồi đó, chú Thu nói đúng. Hay lắm. Hồi nhỏ ba cậu không dạy cậu sao? Làm người phải rộng lượng. Người ta có chút lỗi lầm, có chút sai sót thì đừng có nhắc tới nhắc lui hoài. Đặc biệt là không thể vì tiền, vì lợi ích mà gây ra những chuyện khiến người tốt chạnh lòng. Không được làm đâu. Đúng rồi, chú Thu nói đúng. Chú Thu, tránh qua một bên. Chỗ này mày không cần phải xen vô, tránh ra đi. Con đang đòi công bằng cho ba mà. Tao không cần. Nếu mày hiếu thảo thì tháng nào mày cũng đã tới thăm tao rồi. Đúng rồi, chú bất giận mà. Giờ công ty người ta thương tao ra sao, trong lòng tao hiểu rõ nhất. Tao không thể già rồi còn để người ta nói mình không biết điều. Chú bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi. Cãi với nó làm gì? Nhường đường một chút, nhường đường một chút. Cho tôi qua, bà Dương tới rồi. Cậu phóng viên, đây là mẹ tôi. Sau khi bà ấy sử dụng tả kém chất lượng do họ quyên góp, khắp người mẹ tôi nổi mẩn dị ứng, bị đỏ từng mảng luôn. Thấy mẹ tôi tức chưa kìa? Sao giờ con mới tới thăm mẹ? Mẹ nhớ con dữ lắm. Mẹ, con cũng nhớ mẹ. Mẹ tôi lú rồi nên mới nhận làm người. Mẹ, con mới là con trai của mẹ. Cậu không phải con trai tôi.
Cậu không phải con trai của tôi. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, bình tĩnh đi. Mẹ, con trai à, mẹ có để dành bánh cho con. Mẹ để dành ăn đi, mẹ để dành cho con làm gì chứ? Còn nữa, dạ. Con trai à, mẹ ăn đi nha, ăn hết con lại mua cho mẹ. Công ty chúng tôi hàng năm đều tới đây chăm sóc cho các ông bà. Chúng tôi thường xuyên quyên góp đồ ăn, đồ mặc cho các ông bà. Như bà ấy không nỡ ăn để dành cho chúng tôi. Tôi hỏi cậu, cậu là con của bà Dương hả? Dạ đúng rồi, cậu tới đây mấy lần rồi? Sao tôi chưa từng gặp cậu? Tôi cũng không thấy. Từ lúc mẹ cậu vô viện, cậu tới được mấy lần hả? Nói cho cậu biết, giờ có luật rồi, nếu cậu không tới thăm sẽ bị phạt đó. Đúng rồi, cậu có tới thăm không? Tôi các vị phóng viên, mọi người hãy điều tra những người đưa ba mẹ tới viện dưỡng lão, sau đó thì bỏ mặc không ngó ngàng tới đi. Mấy năm nay toàn là do đoàn từ thiện tới chăm sóc cho chúng tôi. Chuyện họ làm còn nhiều hơn chuyện tụi nó làm nữa. Bà Dương thương ai? Nhìn đi, bà ấy thương ai kìa? Con trai nè, ba thằng con trai. Từ khi mẹ các cậu vô đây, các cậu tới thăm được mấy lần hả? Nè, sao giờ lại trách tôi? Ngày nào tôi cũng đi làm. Vợ của tôi thì bị bệnh, con tôi còn phải đi học. Mẹ tôi ở viện dưỡng lão không tốn tiền sao? Tôi phải đi làm kiếm tiền chứ. Cậu phải đi làm kiếm tiền nên công ty họ làm thay cho cậu. Họ lo cho mẹ cậu. Nó không phải con trai tôi, đồ bất hiếu. Cậu còn lương tâm không hả? Hôm nay tôi xin nghỉ để tới đây. Mẹ, chú Thu nói đúng, công ty họ tốt như thế nào ở đây ai ai cũng biết. Đừng chỉ nghe lời một phía của anh ta. Không sao mà, không sao mà. Thật ra là dì Dương nhận tôi là con trai. Tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc cho bà ấy, có đúng không? Xã hội có pháp luật, làm con cái phải thường xuyên tới thăm ba mẹ. Nếu không sẽ vi phạm luật. Sau này, bà chủ, đây là sếp của tôi. Tôi nghĩ cô nên nói vài lời. Công ty chúng tôi năm nào cũng làm từ thiện, bà chủ. Tôi muốn nói, công ty chúng tôi đã phạm một sai lầm lớn. Cảm ơn các cô chú đã thông cảm cho tụi con. Tương lai còn dài, tụi con xin hứa, tụi con đã phạm sai lầm gì thì sẽ rút kinh nghiệm từ sai lầm đó. Tụi con sẽ quan tâm mọi người nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tổng giám đốc Đường. Cảm ơn cô. Người tốt sẽ được báo đáp. Đã giải quyết vấn đề của chúng tôi. Cảm ơn cô ấy đi. Tổng giám đốc Đường, lúc nãy khi cô vừa xuống xe, tôi còn tưởng cô là vợ của Dương Thụ chứ. Chú Thu, chú đừng có nói bậy đó. Phóng viên đang quay mà. Cậu ấy là người tốt. Mọi người đều tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy tốt bụng lắm. Dương Thụ tốt lắm. Không hổ danh là chú Thu nhiều chuyện. Bộ chú không được nói xấu con hả? Cậu ấy là người tốt đó. Cuộc đời làm từ thiện của Đường Hồng, đừng để người tốt phải chạnh lòng. Các ông bà viện dưỡng lão cho biết tổng giám đốc Đường là người tốt. Alo Dương Thụ, anh vô đây một chút. Giải quyết xong chưa? Giải quyết xong là tốt. Hôm nào tôi mời cô đi ăn nha. Chúng ta phải ăn mừng đó. Cảm ơn anh. Dạo này tôi không rảnh, vẫn còn nhiều dịp mà. Chừng nào rảnh thì tôi sẽ gọi. Xin lỗi anh, tôi có điện thoại. Tạm biệt.
Bà chủ, tìm tôi sao? Sao không đóng được vậy? Để tôi đóng cho. Ngồi đi. Chuyện gì vậy? Tôi muốn bàn chuyện này với anh. Công ty chúng ta gặp khó khăn lớn vậy. Không có anh thì có lẽ công ty phải đóng cửa rồi. Cô đừng nói vậy. Không phải nhờ tôi, là nhờ cô. Người tốt sẽ được báo đáp. Cô làm nhiều chuyện tốt thì kết quả sẽ tốt. Công lao của anh rất lớn. Tôi muốn thăng chức cho anh thành phó giám đốc. Không được, cô lại ép tôi nữa rồi. Tôi chỉ là một tài xế. Đừng suốt ngày nói mình là tài xế. Lúc trước tôi cũng là bảo mẫu thôi. Chúng ta khác nhau. Cô là người có tài năng, tôi thì không có. Cô cho tôi làm chuyện khác tôi sẽ không làm được. Nếu không còn gì thì tôi ra ngoài trước đây. Anh ngồi đó. Lâu rồi công ty không gặp chuyện lớn như vậy. Bình thường ai cũng vui vẻ. Một khi gặp chuyện, con người mới lộ bản chất. Anh thấy đó, nhiều người xin nghỉ. Mấy người chưa nghỉ là vì chưa tìm được chỗ tốt. Anh thì khác. Bà chủ, tôi thấy cô không thể nghĩ vậy được. Lúc này cô cần phải bao dung rộng lượng. Nếu cô nghĩ vậy sẽ khiến bản thân tức giận. Cô phải thông cảm cho những người xin nghỉ. Họ phải nuôi gia đình, có gánh nặng, kiếm tiền nuôi người thân. Còn những người chưa đi đều là người tốt. Tôi không giống họ. Tôi là một tài xế. Tôi làm chỗ khác thì cũng là tài xế. Nên tôi không vội vàng xin nghỉ. Anh nói không vội vàng xin nghỉ là sao? Anh cũng muốn nghỉ hả? Không có. Tôi chỉ nói vậy thôi. Anh sợ tôi thấy anh quá giỏi hay là gì chứ? Ai cũng muốn thăng chức tăng lương. Còn anh suốt ngày nói mình không tốt, mình không giỏi. Tôi thực sự không giỏi. Dù cô muốn tôi thăng chức thì tôi cũng phải có năng lực để thăng chức. Tôi chỉ là một tài xế, đi tới đâu cũng làm tài xế. Thật đó, tôi không làm được gì khác, chỉ làm được tài xế thôi. Cho nên tôi biết trong lòng của anh có khúc mắc vì những gì tôi đã nói. Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại. Là cô giáo của Thụ Miêu. Alo, xin chào cô Lý. Thụ Miêu bị bệnh. Bị sốt sao? Nó nghỉ học một tuần. Không, tôi không biết. Tôi không biết. Cảm ơn cô Lý. Sao vậy? Nó trốn học một tuần lận sao? Nó hư quá rồi. Bình tĩnh lại đi. Alo, con đang ở đâu? Con đang đi học. Con học ở đâu hả? Cô giáo vừa gọi ba. Nó còn bị bệnh. Cô bị bệnh lúc nào hả? Dạ đúng rồi, cô đang bị sốt. Cô không muốn ba lo nên không nói với ba. Bây giờ cô đang ở đâu? Con sắp về rồi. Cô về tới cửa nhà rồi, ba còn gọi làm gì? Thiệt tình. Con cúp đây, bye bye. Xin lỗi, em có việc phải về trước. Anh vẽ xong đưa cho em nha, được không? Cảm ơn anh, bye bye. Bây giờ nó đang ở đâu? Tôi biết nó nói dối. Nó đã về nhà chưa? Tôi... Vậy anh chạy về đi. Lát tôi gọi taxi không sao đâu. Vậy không sao đâu, anh mau về đi. Tôi về đây. Về đừng cãi nhau đó. Tôi biết rồi. Về đừng cãi nhau đó. Có gì từ từ nói.
Con đi đâu suốt một tuần không đi học hả? Ba, tại sao ba cứ ép con thi đại học? Con không thi đại học thì làm gì? Sau này con làm được gì hả? Nhiều người không thi đại học vẫn sống được đó. Có rất nhiều người thi đại học, vậy tại sao con không thi? Hôm nay ba không nói chuyện này với con. Con nói đi, sao con nói dối? Tại sao con lại nói dối? Con nói với cô giáo con bị bệnh. Ba, cả đời ba không nói dối sao? Không có. Ba đã nói mẹ sẽ quay về. Ba không có nói dối. Vậy thì là gì? Nói dối có thiện ý. Ba nói như vậy là có lý do, con hiểu không? Có lý do thì được nói dối sao? Không nói với con nữa, sớm muộn gì cũng bị con chọc cho tức chết. Alo. Alo Dương Thụ, anh và Thụ Miêu không có gì chứ? Không có. Tôi nói chuyện rất đàng hoàng với nó. Tôi đang muốn nói với anh. Tôi đã nói chuyện với Thụ Miêu. Con bé muốn sống cuộc sống mình muốn. Một cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường. Nó nói với cô hả? Cuộc sống mà nó nói với cô là cuộc sống chơi game. Mệt thì ngủ, ngủ dậy thì ăn. Đó không phải cuộc sống của con người mà là ký sinh trùng. Con không phải ký sinh trùng. Con chỉ muốn sống cuộc sống của mình. Con không muốn thi đại học. Con muốn sống cuộc sống thế nào? Con không nên nói là không muốn thi đại học mà là con thi bị rớt. Giỏi thì thi đậu cho ba coi đi. Con thi rớt thì sao? Thôi đi Dương Thụ, đừng cãi nhau nữa. Đừng cãi nữa. Chị Đường Hồng không thi đại học vẫn trở thành bà chủ đó. Ba mới là ký sinh trùng. Con nói ai là ký sinh trùng? Ba, con nói ba đó. Ba đeo bám người ta để người ta phát lương cho ba. Người ta phát lương cho ba là cho ba chăm chỉ làm việc. Ba thích, ba chấp nhận. Ba không chấp nhận thì làm gì? Ba biết làm cái gì? Nó muốn tôi tức chết. Nó nói tôi là ký sinh trùng. Nó nói anh là ký sinh trùng thì anh là ký sinh trùng sao? Ba không muốn làm tổng thống thì ai bầu cho ba? Anh là ký sinh trùng, anh cũng không phải là ký sinh trùng. Cho nên ba phải chấp nhận. Ba nói chấp nhận để tự an ủi mình. Cô câm miệng đi. Alo, Dương Thụ. Anh kêu tôi câm miệng sao? Tôi không có kêu cô câm miệng. Chuyện của gia đình tôi còn đừng xen vô nữa. Anh tưởng tôi thích xen sao? Tôi thích xen vô chuyện nhà người khác sao? Nói ai là ký sinh trùng? Tôi rảnh lắm sao? Tôi thích nghe chửi sao? Tôi thích xen vô chuyện nhà người ta sao? Đường Hồng, cô nghe đây. Sau này cô đừng bao giờ xen vô chuyện nhà của Dương Thụ, Dương Thụ Miêu hay bất cứ người họ Dương nào, cô đừng bao giờ xen vô. Không được xen vô. Mình không thể ra khỏi nhà. Hôm nay là cuối tuần, Thượng Đế còn nghỉ ngơi, huống chi là cậu. Ba mình không tin đâu. Thôi nha, mình cúp máy đây. Cậu nghĩ cách giúp mình ra ngoài đi. Thượng Miêu, con dậy chưa? Dạ. Nhanh lên, bỏ quần áo dơ vô máy giặt đi. Dạ. Ba, hôm nay ba có bận gì không? Hôm nay là thứ bảy. Chưa con muốn ăn gì. Hôm nay là cuối tuần. Cuối tuần thì không ăn cơm sao? Đúng rồi, hôm nay thời tiết đẹp vậy mà ba không có cuộc hẹn nào sao? Trưa nay ăn thịt kho tàu. Sao giờ này con thấy ba không liên lạc với Cố Tinh Tinh nữa vậy? Kết thúc rồi thì còn nói gì nữa? Gần đây ba rất thân với dì Đường Hồng, có đúng không? Hai người có chuyện gì không? Là bởi vì gần đây công ty có chút chuyện, cô ấy phải đi giải quyết, nên ba đi theo vậy thôi. Đúng là khi cần thì niềm nở, hết cần thì quăng bỏ xó. Người ta là chủ, ba là tài xế. Mỗi người một trách nhiệm, cô đừng nói người ta giống như người hai mặt vậy. Vậy ba và Bạch Cốt Tinh, ba trịnh trọng nói con biết. Trước giờ ba và cô ấy không có gì hết. Không có gì mà gặp người ta. Không phải do con bày ra sao? Con nói gì ba cũng nghe hết sao? Ba chỉ nghe con chuyện này thôi. Giờ con muốn ba đi không? Gần đây con có làm gì người ta không đó? Đương nhiên là có rồi. Nếu con không làm gì thì người ta có chịu dừng không? Suốt ngày lên mạng chửi ba. Ba không thấy chuyện này dừng lại có kỳ lạ sao?
Con làm gì người ta? Sao không nói ba biết? Ba đâu có hỏi con. Mấy ngày ba nhà chị Đường Hồng đi công tác, con lấy thân phận cháu gái ba đi nói chuyện. Người ta không tìm ba đúng không? Yên tâm đi, con không làm lộ thân phận của ba. Con còn khiến người ta nghĩ ba có rất nhiều tiền, trong tay có ít nhất mười mấy công ty vừa lên sàn chứng khoán. Con nói vậy là lừa người biết không hả? Con đâu có lừa. Con là con gái của ba, lại nói với người ta là cháu ba. Ba con chỉ là tài xế, lại làm ra vẻ là đại gia. Không phải lừa người thì là gì chứ? Con đang tự bảo vệ mình. Con không biết người ta là ai, cũng không sợ gốc gác của người ta. Sao phải cho người ta biết mình là ai? Đừng ngụy biện nữa. Làm người phải thành thật, không được nói dối. Thành thật và nói dối không có mâu thuẫn với nhau. Lúc nào cũng nói thật mới là kẻ ngốc. Lời nói thật rất quý nên phải tiết kiệm. Cũng giống như câu của Hiếm là của quý. Của quý phải biết giữ. Nếu như gặp ai con cũng nói thật thì quá ngu ngốc rồi. Ba thấy con ma lanh thì có. Ba, nếu ba thực sự thích Bạch Cúc Tinh hoặc ba có một chút cảm tình với Bạch Cúc Tinh thì ba nói thật đi. Ba biết già mồm cãi bừa là sao không? Là sợ sao yêu người ta mà cứ trốn người ta. Giống như dì Đường Hồng, phải chi gì ấy cứ mạnh dạn theo đuổi ba, không cần che đậy, tìm cách giấu giếm, cuối cùng âm thầm từ bỏ. Đó mới gọi là hại người hại mình, cả hai đều sẽ đau khổ. Còn phải cực khổ đoán đối phương nghĩ cái gì, suốt cuộc họ có thích mình không? Nói thật, ba, con cảm thấy dì ấy nên nói rõ với ba. Cùng lắm thì ba nói xin lỗi, cả hai đều thoải mái. Nếu như thích thì mạnh dạn theo đuổi, có đúng không? Không lẽ tự nhiên bây giờ ba nói với dì ấy, cô đừng theo đuổi tôi. Con học đâu ra mấy lời này vậy hả? Nếu ba giống tụi con thì mọi việc đơn giản hơn nhiều rồi. Ba, hôm nay là cuối tuần, nếu ba không có việc gì làm, ba sảnh quá thì hay là ba đi hẹn hò đi. Ba muốn hẹn ai? Con giúp ba. Ba có sảnh cũng không muốn làm phiền người khác. Như vậy là không tôn trọng chính mình, cũng không tôn trọng người khác. Con muốn giúp ba thôi. Không cần. Làm gì vậy? Không cần thì thôi, ba lớn tiếng làm gì? Không cần thật à? Con hối thúc ba ra ngoài như vậy, có phải con cũng muốn đi chơi không? Làm ơn mất quán. Dẹp suy nghĩ đó đi, ngoan ngoãn ở nhà cho ba. Chưa muốn ăn gì? Tùy ba. Hết thức ăn rồi. Cậu mau nghĩ cách giúp mình đi. Nói thẳng với ba cậu đi. Nó còn muốn đi chơi, không lẽ ba cậu cản cậu sao? Chắc chắn là không được. Sao hôm nay lại muốn đi gặp Cao Tiểu Quân? Ngày mai không được sao? Mình hẹn người ta rồi. Anh ấy vẽ chân dung của mình, vẽ xong rồi nên mình muốn coi. Dùng mỹ nhân kế đi. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ba mình không phải anh hùng. Ba mình gặp mỹ nhân là chạy ngay. Ba cậu gặp mỹ nhân là chạy. Ba cậu là hòa thượng sao? Ba cậu tính đi tu hả? Mình cúp máy đi. Bye bye. Cậu thích trai tám múi hả? Đây là phòng tập cao cấp. Người tới đây tập luyện đều là người có tiền. Nếu đã dắt súng đi săn thì tại sao không săn? Người vừa có tiền vừa có sắt. Rất tốt, hít thở nào. Bà đó cũng đi săn hả? Bà ta tìm người đi săn. Cậu với anh chàng bóp lơ sao rồi? Liên lạc chưa? Vẫn chưa. Người ta đã nhờ con gái tới chuyển lời cho cậu rồi. Nếu thích thì gửi tin nhắn cho anh ta đi. Cậu nói đây là chiêu trò điển hình của mấy tay săn gái, kêu mình đừng để ý mà. Bó tay với cậu, rõ ràng đào sẵn cái hố chờ cậu nhảy xuống.
Anh ta muốn cậu gửi tin nhắn cho anh ta. Nhìn bề ngoài quyền chủ động nằm trong tay cậu, nhưng thực tế người ta lấy lùi làm tiến. Nếu cậu không gửi tin nhắn, coi như anh ta lỗ. Còn nếu cậu gửi thì anh ta không có trách nhiệm. Là cậu thích anh ta. Nếu sau này hai người chia tay thì đừng oán trách anh ta. Nên mình cũng không quan tâm. Theo đuổi phụ nữ mà lại tính toán, cứ làm ngơ đi, để coi ai kiên nhẫn hơn. Mấy người mình tìm cho cậu có được không? Gặp mặt chưa? Gặp nhau cứ hỏi gia cảnh hai bên. Điều kiện tốt là được mà. Người ta thường hay nói, thực tiễn là tiêu chí duy nhất để kiểm tra sự thật. Chân lý được tìm thấy từ thực tiễn và quá trình thực tiễn liên tục lặp lại. Chân ái cũng giống như vậy. Nên ý của cậu là mình gặp ai thì cũng thực hành với họ, cuối cùng có ai có thời gian thực hành lâu nhất. Cậu thôi đi, cậu phải xác định mục tiêu trước. Cuộc sống con người có giới hạn, cậu gặp người nào cũng thực hành thì không thấy lãng phí thời gian sau. Để cậu xác định được mục tiêu thực tiễn, cậu còn phải nghĩ cách trở thành mục tiêu thực tiễn của anh ta. Cậu trở thành mục tiêu duy nhất của anh ta thì cậu sẽ trở thành chân lý của anh ta. Cậu nghe rõ chưa? Mình thấy cậu thực hành rất nhiều, nhưng chưa trở thành chân ái của ai. Giận rồi à? Mình không cố ý mà. Mình đang rất tức giận. Mình luôn gặp sai người, nhưng đúng thời điểm. Thôi đi, đừng nói nhiều nữa, tìm mục tiêu đi. Ba, dì Đường Hồng đang làm gì? Ba không biết. Con thấy hai người kỳ lắm luôn. Ba coi, sau khi công tác về, hai người vì chuyện công ty mà suốt ngày đi với nhau. Ba nói với con rồi là vì công ty xảy ra chuyện. Còn bây giờ, mọi chuyện đã ổn. Công ty đi vô quỹ đạo rồi. Ba chọc giận dì Đường Hồng sao? Có lúc nào ba chọc giận người ta không? Ba con nhát gan lắm. Ba, vậy có gì cứ nói đi, cứ ấp ấp úng hoài. Con thấy ba và dì Đường Hồng. Dừng. Ba và Đường Hồng, một người là bà chủ, một người là tài xế. Trước đây như vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng. Dừng lại. Dì ấy nghĩ ba thế nào? Dì ấy cũng nghĩ vậy sao? Con thấy không phải. Dì ấy luôn gọi cho ba. Sau khi gọi xong, đừng nói nữa. Ai cũng có lúc yếu đuối, ai cũng có lúc tìm bạn bè nói vài lời. Nếu cô như lúc này nảy sinh ý đồ với người ta thì khác nào nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng. Nước đục mới thả câu, chứ nước trong thả làm chi? Cô có thể đừng quan tâm tới ba hoài có được không? Nói con đi, cô dự định sao? Năm nay có quyết tâm thi vô trường đại học nào tốt không? Không có. Con không muốn thi đại học. Dì Đường Hồng cũng đâu có thi. Con không giống cô ấy. Con 18 rồi. 18 thì sao? 18 rồi thì có quyền sống cuộc sống mình muốn. Cuộc sống giờ con muốn chưa chắc là cuộc sống mà 10 năm sau con muốn. Lúc đó tính sao? Lúc đó đã muộn rồi. Ăn thịt đi. Ăn thịt nhiều vô. Nhìn gầy ốm nhom. Không phải bạn học kêu con là cây xào sao? Không có. Lát nữa cậu làm gì? Hả? Lát nữa cậu làm gì? Tóm lại không có đi chơi với cậu. Cũng đâu có ai hẹn mình. Cậu không hẹn anh ta sao? Hẹn bằng cách nào? Gửi chuyện phát nhanh giống lần trước sao? Tình trường như chiến trường, sao dùng cách đó được chứ? Vậy thì dùng cách gì? Cậu thích Poplar rồi đúng không? Cậu làm gì vậy? Gửi nhầm tin nhắn. Né. Nhanh tay quá đi. Gửi đi rồi.
Ba, hôm nay trời đẹp như vậy, ba không định ra ngoài chơi thật sao? Ba không đi đâu hết. Ăn xong ba muốn nói chuyện với con. Nói chuyện với con. Con không rảnh. Con làm gì mà không rảnh? Con phải học bài. Vậy lúc con nghỉ ngơi, ba nói chuyện với con. Đưa đây. Gì vậy? Đừng ép tôi báo cảnh sát. Con mau ăn đi. Ăn xong rồi thì rửa chén. Ba trả lời tin nhắn. Cố Tinh Tinh. Làm gì vậy? Cậu nhìn đằng sau kìa, hướng 6 giờ, anh chàng mặc áo đen. Đừng có nhìn chằm chằm. Tự nhiên một chút. Có phải anh chàng mặc áo đen để sau đang nhìn mình đúng không? Có ai đâu? Không có. Không phải ở đó sao? Tiêu rồi, Dương Thụ gọi tới. Đưa đây. Alo. Anh Dương, tôi là Lily. Chào cô. Tôi... Anh tìm Tinh Tinh sao? Tinh Tinh nghe điện thoại xong thì ra ngoài rồi. Đã vậy còn quên mặc áo khoác. Tôi cảm thấy lúc nãy cô ấy hơi mất bình tĩnh. Mà gần đây cô ấy lạ lắm. Cô biết cô ấy đi đâu không? Cô ấy đi đâu hả? Tôi nghe nói hình như xuống công ty khu nhà chúng tôi. Cô ấy còn nói sẽ cắt đứt cái gì đó. Không lẽ là ông chủ lúc trước? Ông chủ đó luôn quấy rầy cô ấy mà. Làm cô ấy phải nghỉ việc luôn. Tên đó biến thái lắm. Được rồi. Thủ Miêu, ba ra ngoài một lát. Con ở nhà không được đi đâu đó. Nè, cậu làm vậy là lừa gạt đó. Lừa gạt gì hả? Đây gọi là thử. Thử gì chứ? Thử trọng lượng của cậu trong lòng anh ta. Lát nữa mình phải nói sao? Không phải còn nói lấy công làm thủ sao? Lấy công làm thủ là sao? Muốn mình giải thích thì phải có học phí. Cậu làm gì đánh mạnh tay vậy? Đưa điện thoại cho mình. Giờ chưa trả được. Bây giờ nó là đạo cụ cực kỳ quan trọng. Anh Dương, từ từ, cẩn thận đó. Xin lỗi anh, công ty mới gọi tôi, nói tôi tới đó ngay, nên tôi không thể đi với anh. Đây là điện thoại của Tinh Tinh, anh và cô ấy nhớ cẩn thận nha. Có về không, đừng có chọc tức em. Ai chọc em hả? Anh đi đi, mặc kệ em, đừng làm anh nổi giận. Kệ em, anh đi đi, anh quan tâm em làm gì? Anh quan tâm em làm gì? Em thích đi đâu thì đi. Không muốn anh quan tâm em hả? Anh không tránh thì sao? Không tránh đó, em làm gì anh hả? Anh đi đi, đi đi, đưa điện thoại cho anh. Đứng dậy, đưa điện thoại đây. Làm gì vậy? Dương Thủ.